không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Đây không phải ông chủ rạp chiếu phim Nam Dương anh Đại Đông đó sao? Không biết tối nay có thể tới thử vai được không đây? Cảm ơn anh Đại Đông. Từ hôm nay trở đi, cô phụ trách biên đạo múa cho ba cổ. Tôi? Con sống bên ngoài có quen không? Không quen về nhà đi, ở nhà thoải mái nhất mà. Lần này là đạo diễn kêu tôi về phụ ảnh thôi. Sau này ai ăn hiếp con thì ba không tha cho nó. Tại ba nhớ bánh đúc, nên hôm qua vô tình mua về nhiều quá thôi. Tối nay tôi về ăn hết giùm ông cho. Bánh đúc, cô về thật rồi hả? Yes, yes, đưa tiền đây. Làm người phải kiên trì một chút. Cô về sớm vậy làm gì chứ, làm tôi thua tiền rồi kìa. Vậy khi nào tôi về anh mới không thua tiền vậy? Tốt nhất là không về, trả lại phòng cho tụi tôi nữa chứ. Vậy thì dễ rồi, giờ tôi đi liền là được. Vậy thì không được, có đi thì nấu mì xong hẳn đi. Có thêm đồ ăn thêm thì càng tốt nữa. Hai anh thì là hết nói rồi. Cô cũng vậy. Tệ hết nói nổi đó, đánh ra đi. Tối nay anh Tứ không về ăn đúng là uổng thiệt. Nếu để anh biết chúng ta ăn hết số bào ngư đó, chắc chắn sẽ lột da lóc xương chúng ta ra đó. Nói là bánh đúc nấu đi, tôi dám cá lạnh không dám hố hé đâu. Nói chứ sao hai người lại quen ổng vậy hả? Ba tôi ngày xưa là quản lý phòng đạo cụ. Sau khi ba tôi mất thì anh Tứ đã cho tôi ở nhờ tới giờ. Vậy còn anh? Tôi chỉ biết hát không biết kể đâu. Hát đi. Chuyện kể có một ông Tứ Mập là bạn thân của nhà họ Mặc. Ba tôi thì mất sớm, má thì bỏ đi mất, bỏ lại Mặc cơ này không ai thân thích, rất đáng thương. Cũng may còn có ông Tứ Mập dẫn tôi vào phim trường kiếm miếng cơm. Ồ, thì ra hai người ăn nhờ ở đậu ổng hết mấy năm hả? Gì mà ăn nhờ ở đậu, tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền ăn toàn bộ đều trừ vào lương còn lại của tụi tôi đó. Nói thật chứ, nếu như không có anh Tứ, chúng ta phải ngủ dưới chân cầu rồi. Vậy thì phải ha. Thật ra ba chúng ta khác gì với những đạo cụ trong nhà này chứ, cũng do ông Tứ Mập nhặt về hết. Anh vậy, anh như vậy, con về cũng vậy, tất cả đều vậy, tất cả đều vậy. Nhưng mà chúng ta không phải là rác rưởi, chỉ cần thời cơ chín mùi, mỗi chúng ta đều có thể tỏa sáng được hết. Tỏa nhiệt phát số thì có đó. Sẽ có một ngày tôi giàu có, tôi không tin cả đời mình sẽ nghèo khó mãi đâu, phải không? Vậy trước khi ông làm ở hãng phim, ông làm gì vậy hả? Tôi không biết thật đó nha. Thực ra không có ai biết đâu. Anh không có hỏi hả? Có hỏi. Là hỏi xong quên mất hả? Mỗi lần ảnh trả lời mỗi khác mà. Ảnh nói dối rồi tự làm mình loạn hết cả lên. Mà thôi sao cũng được, ảnh có ơn với tụi tôi. Tuy nhiều lúc tụi tôi không thích ảnh, nhưng mà tụi tôi vẫn tôn trọng ảnh. Anh Đại Đông. Nè, ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Trễ 5 phút rồi nghe. Dạ phải, lúc nãy có chút kẹt xe, xin lỗi anh nha. Vậy là thiếu chuyên nghiệp rồi. Dạ phải. Không có lần sau đâu đó. Dạ rồi. Nè, ăn đi. À đúng rồi, sao hôm nay lại thử vai ở nhà hàng lạ vậy? Nhà hàng này tôi cũng có phần, thì chỗ nhà mình mà, muốn làm gì mà không được chứ đúng không? Nhưng mà tôi không muốn làm quá, không muốn có nhiều người biết, cô cũng hiểu chứ. Thì ra anh Đại Đông giỏi như vậy, cả ngành ăn uống cũng làm luôn. Năm nay tôi tính mở thêm 3 cái nhà hàng cho quay 18 bộ điện ảnh mới. 18 bộ điện ảnh? Không biết đã chọn được nữ chính chưa vậy?
thì mới bắt đầu tuyển chọn thôi. Nếu như ba cô làm hài lòng tôi á, thì mỗi người ký trước 2-3 bộ đóng đại trước đi. Cảm ơn anh Đại Đông. Cảm ơn anh Đại Đông. Khoan cảm ơn đó. Nhưng mà tôi làm việc á, yêu cầu nghiêm khắc lắm. Nếu các cô không làm tôi hài lòng thì tối nay coi như chưa từng gặp nhau, ok? Chắc chắn sẽ hài lòng. Ba cổ biết hát, biết nhảy, biết diễn, lại xinh. Chỉ thiếu người nâng đỡ trong làng giải trí như anh Đại Đông đây thôi. Nào, nhân dịp này, chúng ta uống một ly với anh Đại Đông đi nào. Anh Đại Đông, cạn ly. Ly. Càng nhìn càng dễ thương ha. Nhưng mà chúng tôi ngoài quay những bộ phim tình cảm nhẹ nhàng ra, còn tính quay những bộ về nữ đặc vụ nữa. Cô làm được không đi? Anh Đại Đông à, ba cổ đều từng học qua nhảy múa, chắc chắn sẽ làm được mà. Tôi còn cần người có tố chất, ngoại hình đẹp nữa đó. Ê, anh Đại Đông ơi, ba cổ chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng đâu. Chút nữa coi qua trước là biết liền thôi. Tôi muốn vào nhà vệ sinh. Quay lại mau nha. Cô tên gì vậy? Tôi tên là Tiểu Yến. Nhìn cô cũng dễ thương quá ha. Mặc dây chuyền này nhìn đáng yêu ghê luôn á. Tôi có bộ phim tên là Bà Điệu Thách Đấu Với Bà Ngựa. Hợp với cô lắm nè. Vậy tôi đóng vai gì? Tất nhiên là Bà Điệu rồi. Hay quá, má tôi cũng hay nói tôi vậy lắm. Muốn nghỉ cho tôi hay sao? Anh khùng quá đi à. Nè bên này. Alo, cho hỏi có anh Tư ở đó không? Minh Châu, có chuyện gì? Thư kìa, giờ tụi tôi đang ăn tối với anh Đại Đông. Anh cứ động tay động chân như là tên dê sờm vậy. Cô đừng sợ, chúng tôi tới ngay. Chuyện gì vậy? Minh Châu nói là bọn họ đang tối với anh Đại Đông gì đó, cứ tìm cách dê cổ. Bỏ cảnh sát đi. Cảnh sát nhờ giả được, heo nái cũng biết leo cây rồi. Mình tự cứu họ đi. Đứng lại đó. Đến làm gì vậy? Minh Châu, bọn họ đang gặp nguy hiểm, tôi đi cứu họ. Nghĩ ra cách cứu họ rồi hả? Vậy ông nói thử coi. Anh Đại Đông không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ sư tử. Tới nhà anh dắt con sư tử đi cùng. Đi. Được. Anh, nhà ông có sư tử hả? Mình cũng muốn coi thử. Tiểu Yến, cô xong chưa? Chờ mình cô thôi đó. À, nhìn ghê quá, lộ hết da thịt ra ngoài rồi. Nên ngày thường mới kêu cô cố gắng giảm cân đó. Muốn là một diễn viên chuyên nghiệp, phải biết sẵn sàng mọi lúc mọi nơi mà. Chị Liên ơi, chút nữa tụi tôi phải thử vai gì vậy? Nghe anh Đại Đông nói, nghe đâu phải vào vai một mỹ nhân thời cổ đại quyến rũ một người đàn ông. Quyến rũ thế nào? Giống như khi thấy một anh chàng đẹp trai hào hoa, sau đó chảy hết cả nước miếng thì thích thú. Tôi nhìn thấy anh không có chảy nước miếng gì hết. Muốn trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, dù đối phương là ai kêu cô diễn vai thèm thuồng thì cô vẫn phải diễn thôi. Nếu thực sự không diễn được, có thể dùng động tác, tư thế, lời thoại trợ giúp. Ví dụ như nuốt nước miếng nè, ánh mắt nè, lời thoại. Yeah, hiểu chưa? Không hiểu. Kêu mấy cô học hỏi nhiều một chút thì không học, giờ nước tới chân mới nhảy. Quay nè. Nhập vai. Ý, dạ. 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 Đại nhân thiếp muốn. Lúc nãy tôi làm 21 động tác, chắc các cô quên hết rồi phải không? Cô cứ ý, còn cô cứ dê, còn cô đại nhân thích muốn, hiểu chưa? Dạ. Thay xong gì vậy? Đừng phí thời gian nữa, thử vai liền đi. Qua đi, qua đi, đi thôi.
Tôi nói thêm lần nữa chuyện các cô cần làm nha. Câu chuyện kể về ba người cổ đại xuyên không bay tới hiện đại, huyền ảo dữ lắm nghe. Bộ phim có tên là Phan Kim Liên Quyến Rũ Tây Môn Khánh. Từ đời Tống quyến rũ tới tận thời này luôn. Có phải nghe tên rất hay, rất hấp dẫn không hả? Đúng vậy, hấp dẫn tôi muốn quay liền luôn đó. Vậy bây giờ ba cô đóng vai Phan Kim Liên, còn Tây Môn Khánh á, để tôi đóng cho. Đừng phí thời gian nữa. 3, 2, 1 chuẩn bị, action. Đại nhân thiếp muốn. Thử dây. Lời thoại đừng mà là của tôi mà. Nhưng không sao, bây giờ đổi lại cũng được. Tôi đóng Phan Kim Liên, ba cô đóng Tây Môn Khánh. Đại nhân là thiếp muốn. Em tôi hả? Không sợ chết hả? Tôi thích bị đánh nhất. Đánh tiếp đi. Đừng mà. Đồ thần kinh. Đây, chị đi. Cô đi vậy. Anh Đại Đông à, tôi chóng mặt quá. Chóng mặt thì tránh vào một bên đi hả? Anh Đại Đông, tôi thật sự chóng mặt quá. Tôi chóng mặt thật quá. Cô phiền vậy, tôi giải quyết cô trước luôn. Đừng mà. Sao nó chóng mặt mà? Sao mà cản trở hoài vậy? Anh Đại Đông, máy tới rồi nè. Anh Đại Đông. Đại Đông. Em yêu. Em tới rồi hả? Anh làm gì ở đây vậy? Thì thử dài. Tại sao phải về nhà hàng thử dài? Thì chỗ của mình dễ sắp xếp hơn mà. Dễ sắp xếp để tình yêu rau xanh như anh làm gì cũng được chứ gì. Cái gì mà yêu rau xanh chứ? Anh không phải yêu rau xanh, tôi không rơi vào tay anh rồi. Anh Đại Đông à, anh thử thấy mấy cổ có được không? Bọn họ có dài nào được không thì vậy? Thì đang giàu đó. Nếu không phải mọi người xông giàu thì giàu hết luôn rồi. Nhưng mà cũng không tệ đâu. Thử dài cái gì chứ? Tại sao có người gọi điện thoại nói với em là anh đang chơi gái ở đây hả? Chị Đại Đông à, tức là có người chơi không anh Đại Đông rồi. Chúng ta thử dài bí mật như vậy, ai tiết lộ tin tức ra ngoài chứ? Thôi lại, lôi ra đánh trận đi. Thử dài gì chứ? Sao họ đều mặc bikini hết vậy? Thật ra cảnh phim là nói tới ba người họ từ cổ đại xuyên không tới hiện đại, giờ xuất hiện thì ở bãi biển rồi. Cô cũng nhiều chuyện quá đó. Cô là ai vậy? À, chị Đông à, ba người họ là đi theo tôi đó. Nhìn mặt cô cũng được đó. Thật sao? Có biết đóng phim không? Ồ, thật ra trước đây tôi cũng từng làm diễn viên đó. Cô được 50 tuổi chưa? Còn lâu lắm mới tới lần. Không, vậy được 40 mấy chưa? Nhưng cũng còn gạt được người ta. Bộ phim thêm một vai người hầu, tôi chỉ định cho cổ đóng. Cổ làm người hầu nhất định hay lắm. Cố lên nha. Cảm ơn chị Đông. Thử xong chưa? Xong rồi. Em hẹn người ta đánh bài, đi theo em. Đi thôi. May mà mấy cô không sao hết. Nếu không thì lần này tôi thật sự có lỗi với mấy cô rồi. May là anh Tứ nhanh trí thôi. Anh Tứ à, lần này thật sự cảm ơn anh. Cảm ơn anh Tứ. Chuyện nhỏ thôi mà, không cần cách sao đâu. Thật ra hắn xấu vậy, sao không cho hắn một bài học chứ? Quan trọng nhất là mấy cô không sao thôi. Nếu hắn tiếp tục bản tính không đổi, sẽ có người dạy dỗ thôi, cần gì chúng ta dạy. Lần sau các cô gặp hắn ở phim trường, đừng có chào hỏi hắn đó nha. Thật ra người có công không chỉ có một mình anh Tứ đâu. À, Thư Kỳ và Mặt Cơ cũng có cứu giúp chúng ta. Cảm ơn hai anh. Cảm ơn. Chuyện nhỏ mà khách sáo làm gì chứ. Phải rồi, anh Tứ à, anh có đói không? Hay là ăn tối xong mới về nha? Được đó, đi lễ ký ăn cơm thố đi. Được cái gì chứ, ăn đồ, cô được đi hay sao? Ôi, thôi khỏi, mọi người cũng mệt rồi, hẹn lần sau đi nha. Ngủ ngon, được rồi, mình về vậy thôi. Vậy, chúng ta hẹn lần sau nha. Cảm ơn, bye bye. Ngủ ngon. Con người anh Tứ, bình thường khó chịu một chút, nhưng cũng coi như là dựa dẫm được. Đúng là có vẻ tốt. Lúc nãy thử phim sao không thấy cô điệu như vậy? Nhiều chuyện.
đi ngủ. Ừ, ngủ thôi. Đi ngủ. Chết rồi, cả ngày không ăn gì, bây giờ bụng lại kêu rồi. Gia Dũng à, phái anh tới con phố này coi như anh gặp may đó. Con đường này thu được nhiều mối lắm đó. Ai không lấy hả? Ai không lấy tôi lấy lưu phận của anh đó nha. Anh không cảm thấy lấy nón xuống thu tiền giống như ăn xin sao? Anh nói cái gì? Làm cảnh sát bộ tưởng quan phòng lắm sao? Tự mình coi đi. Để coi thử lúc nào anh bị dính chưởng. Hàng Tây Hương Giang. Anh tha cho tôi đi. Nè, tôi chẳng qua chỉ muốn ra đường ăn khuya. Trên người tôi có 5 đô thôi, tôi không có ăn trộm. Đêm hôm khuya khoắt một cô gái không đi thang bộ mà phải treo tường làm gì? Tủ lạnh với cửa nhà lớn của tôi bị khóa, nhưng tôi thấy đói quá cho nên hết cách rồi, phải trèo xuống ống nước thôi. Cô ở tầng mấy vậy? Tầng 3. Tầng 3 cao như vậy trèo xuống, cô không sợ té chết sao? Tôi không sợ gì hết, tôi sợ nhất là đói. Vậy đi, chút nữa tôi sẽ qua khu đồ ăn để tuần tra. Khuya rồi cô con gái một mình đi nguy hiểm lắm. Cô đi theo tôi. Ông chủ, làm ơn. Ê, chào sếp. Sếp muốn ăn gì? Sếp cứ gọi đi. Tôi không lấy tiền của anh. Tôi là cảnh sát, quy định có chỗ ăn riêng. Hơn nữa tôi đang mặc quân phục, không phải chỗ nào cũng ngồi được đâu. Nè 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 nè, quán tặng thêm đó, từ từ dùng nha. Bình thường cô hay bị đói lắm sao? Chị Liên lúc nào cũng nói tôi là ăn suốt dễ mập lắm, cho nên bình thường không cho tôi ăn no. Nhiều nhất no 3 phần thôi. Như vậy sao được chứ, ăn cũng không được no, làm người sao còn thú vị nữa. Tôi cũng nghĩ vậy đó, nhưng mà là tự tôi muốn làm diễn viên, kiếm được nhiều tiền, hết cách rồi. Phải rồi, sếp là... Tôi tên là Trúc Đại Dũng, còn cô? Tôi tên là Tiểu Yến. Người ta nói, người tốt không làm cảnh sát. Còn người anh tốt mà, sao lại làm cảnh sát? Ước mơ của tôi là đánh mạnh giúp yếu, bảo vệ cho người dân. Tuy là một mình tôi không thể thay đổi cả thế giới này, nhưng mà có thể giúp được cho bao nhiêu người thì giúp bấy nhiêu thôi. Lúc anh nói chuyện, cái người như là phát sáng vậy đó. Thật sao? Thật ra, ngồi một chút không sao đâu. Anh ngồi đi. Thôi khỏi đi. Vậy... tôi đứng dậy ăn với anh. Ngon quá. Tới rồi. Cô tính trèo lên lại thật sao? Phải đó,
Anh yên tâm, tôi tuy là hơi khờ nhưng mà thân thủ tốt lắm. Nói khờ sao bằng tôi chứ, có tiền cũng không biết lấy. Sao lại khờ được, anh vừa có lý tưởng vừa chính trực, khó gặp được mới đúng. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Đừng khách sáo mà, nhưng mà cô tính leo lên lại giống như lúc nãy sao? Ừ, đúng vậy đó, ngủ ngon. Gà. Đặt xong lấy tay ra nha. Đặt xong lấy tay ra. Gà. Rồi, chờ lớn chút đi. Đặt đi. Thẳng chung các ba nha. Được chưa? Đặt đi. Thẳng chung các ba. Trời ơi, gà đi. Rồi, mở. Trời, lại là hồ lô. Ý, anh Tám, Thư Kỳ. Bữa nay tôi đen quá. Lần sau đi không? Ê, Thư Kỳ. Ê, cái gì ôm cưng khư vậy? Tiền hả? Đâu có đâu. Trời ơi. Ê, làm việc cũng phải nghỉ ngơi chứ. Chơi một hai ván lấy hên đi. Hồ lô. Ba ván mở hồ lô rồi. Đặt hồ lô đi. Được. Hồ lô. Chung. Chỗ này nè. Thế tôi nói có đúng không? Ván này chắc chắn sẽ ra con cua. Cua. Yes. Yes. Chung. Cẩn thận nha, hồ lô tiếp đó. Lần này còn không thắng. Thấy chưa, tôi nói rồi mà. Phát tài rồi. Chung. Nhân dân hình đang tới thì xe sông lớn chơi đi. Thôi đi, tôi còn phải phát lương cho mọi người nữa. Không có lâu đâu, cậu đi về phát lương còn kịp mà. Thôi đi, nhanh lên. Ê. Trời ơi, có lỗi. Nãy giờ rồi. Chủ đâu rồi? Sao mà đi tới giờ này còn chưa thấy về nữa? Không biết chừng nào mới nhận được tiền. Đúng rồi, không biết chuyện gì nữa. Bởi vậy. Ông chủ, nghe Đại Ma Thành nói anh tới phòng tìm tôi gấp hả? Nè, thương ký gì của anh đi đâu vậy hả? Đám diễn viên quần chúng không nhận được lương, đang phát điên lên ở bên ngoài kia kìa, thấy không? Không phải chứ. Nó không phải chứ là xong sao? Anh lập tức tìm nói về cho tôi. Tiền tôi đưa cho cậu ta cầm hết rồi đó. Được, để đó cho tôi. Thằng quỷ này, để tôi biết cậu lấy tiền cờ bạc, tôi bẻ gãy cổ cậu. Nhớ đóng cửa đó. Đặt xong lấy tay ra nghe. Xỉu đi, mở đi. Đặt xong lấy tay ra nha. Mở đi. Lâu quá trời. Trời ơi. Thư Kỳ đi đâu vậy? Thắng ít vậy sao về rồi? Anh nói sao chứ, tôi chưa bao giờ thắng nhiều vậy đó. Nghe tôi nói, hôm nay thần tài đi bắt tới cậu. Nè, cậu giúp tôi dán này đi, giúp tiểu đệ phát tài với. Được. Nè, tán lực của tôi á, tôi giao hết cho cậu. Đây là gia tài của tôi tin vào cậu nha. Chịu chơi dữ vậy? Đúng rồi, tôi tin cậu. An toàn chút, đặt cả hai. Thư Kỳ à, sao cậu ác với tôi quá vậy? Anh còn nói anh xui lay cho tôi mua cả hai mà cũng thua. Tôi không cần biết, tóm lại hôm nay cậu thắng nhiều, cậu phải trả tiền cho tôi. Là anh đưa tiền nhờ tôi đặt giùm, tôi có lấy súng chỉ vô đầu của anh không?
Có tên tôi mét bà Tứ mà không đem cậu tới đây hay không? Được, không cần phải mét ảnh đâu. Tôi giúp anh thắng lại số đã thua. Được. Rất nhiều người đặt bốn kìa. Cuối cùng bốn. Không phải xui tới vậy chứ. Thôi đi, coi như tháng này tôi xui, thua hết tiền lương. Thua ở đâu thì phải đứng dậy lại ở đó. Anh quá đen lắm. Xả rác bừa bãi. Xả rác bừa bãi. Tôi thấy cô đang rảnh, đang kiếm gì cho cô làm thôi chứ bộ. Đứng lại đó. Ăn tối nè. Anh Tứ đâu? Chưa về nữa. Chừng nào về? Anh không có nói, tìm anh có gì không? Không, mua đồ ăn khuya cho mọi người. Nếu như anh Tứ không có ở đây, coi như không có lộc ăn rồi. Có phá lấu xá xíu bánh đúc nữa nè. Đúng đúng. À, còn có ngỗng quay nữa. Phải. Ủa, sao tốt vậy, có chuyện gì? Vừa mới chơi dài dáng xong, có phúc phải cùng hưởng chứ phải không? Anh em tốt. Đương nhiên. Phải đã. Không ai cho không ai cái gì bao giờ. Nói, có chuyện gì? Không có. Nè, ăn nóng đi. Bánh đúc nè, kiếm hết hai con đường nè. Anh vừa nói đi chơi dài dáng nhưng không nói thắng hay thua. Phải ha, xém chút nữa bị anh qua mặt. Loan đi. Anh Tứ về rồi kìa. Trong bóp của anh không còn đồng nào, đừng có nói là anh lấy hết tiền đi mua đồ ăn khuya nha. Lấy tiền đi đâu hết rồi, khai ra. Tôi nói lúc đầu tôi thắng rất nhiều. Xui nhất là gặp phải tên thám đạo cụ. Hắn thấy tôi dán nào cũng thắng nên đã lấy tiền lương tháng này của hắn đưa tôi mua giùm. Nào ngờ từ dán bài đó, ác mộng đã tới. Bốn. Mở một nha. Tôi đã biết mình sai rồi, nên tôi muốn tìm hai người giúp đỡ, tìm mượn số tiền để tôi trả lương cho đám diễn viên quần chúng trước. Anh thu hết bao nhiêu tiền? 500 hả? 5.000. 5.000 hả? Anh điên rồi sao? Trời, lần này anh đổi tên đi, tên thua đặt đi. Từ sớm đã kêu anh bỏ cái thói bắt chước người ta cờ bạc rồi. Bây giờ thu tới 5.000, bằng nửa căn nhà người ta đi đâu mà mượn. Nhưng thật sự lúc đầu vô chơi tôi hên lắm mà. Để cho anh Tứ biết anh sẽ giết cho anh chết luôn đó. Ê, đừng để anh Tứ biết, tôi không muốn bị anh đuổi ra khỏi cửa đâu. Sẽ không có chuyện này đâu. Anh nghĩ anh chịu tha cho tôi hả? Tất nhiên không đuổi anh ra khỏi cửa dễ dàng tới vậy, chém anh ra từng khúc cho chó ăn đó. Không lẽ anh đành lòng nhìn anh Tứ chém tôi từng khúc cho chó ăn sao? Những sòng bài đen như vậy đều có tay chân hết rồi, vậy mà anh còn ngây thơ vào trong đó chơi với người ta. Có tay chân hết rồi. Thua chắc đó. Anh thám chắc chắn đã thông đồng với đám người trong sòng bài chơi anh, lại còn chơi đếm nút, rất dễ ăn gian đó. Không phải chứ. Không phải mới là chuyện lạ. Đưa cái ly đây. Ờ. Uống hết nước đã. Chỗ này có mấy hộp đậu phộng? Một hộp. Trời ơi, con biết ảo thuật hay sao? Cao thủ, người nhất định phải giúp tiểu thư kỳ nha. Không dễ đâu. Tôi xin cô, dù cô không nể mặt tôi, cũng phải nể mặt anh Tứ chứ. Đó giờ có bao giờ tôi nể mặt ổng đâu. Nếu cô không nể mặt ảnh, cũng nể mặt hai cái bánh đúc này đi. Tôi kiếm hết cả hai con đường mới tìm mua được đó. Bánh đúc à, cô giúp cho ảnh đi. Nếu như không giúp ảnh, ảnh bị anh Tứ chém chết cũng không chừng. Tôi hứa với cô, tôi chặt ngón tay, thề bỏ cờ bạc. Cho dù bây giờ tôi chịu giúp anh, cũng đâu có vốn, làm sao bỏ vốn ra giúp anh.
Anh Cường, giúp người giúp cho trót. Anh nghĩ cách giúp tiểu đệ đi. Anh đừng nói lấy 2.000 tiền để dành cưới vợ của tôi đi Cường đó. 2.000 đủ rồi, anh em tốt. Ăn đi, ăn đi. Ăn xong rồi xuất phát. Bữa nay chúng ta hốt được mẻ cá lớn cũng nhờ anh Thám không đó. Nè, nói gì nói nghe, thiệt tình phải cảm ơn anh Thám. Anh tìm đâu ra được con cừu non ngon quá vậy? Ê, yên tâm đi, sắp tới sẽ có nhiều con như vậy dạ, nữa. Còn không mời anh Thám một ly đi. Nè, sau này ráng chiếu cố thêm nha anh Thám. Anh Thám. Thưa Kỳ, cậu quay lại làm gì? Không, tôi có người bạn rất muốn tới sòng bài chỗ của anh chơi vài ván. Sòng bài chúng tôi không có quan nghênh con gái đâu. Tôi nhiều tiền tới nỗi không biết xài luôn. Ba của tôi có rất nhiều tiền. Chỗ anh không quan nghênh tôi đi sòng bài khác chơi. Đừng có làm phiền mọi người ăn khuya. Ê, quan nghênh chứ sao lại không? 2.000 cũng đủ rồi. Quan nghênh chứ sao không quan nghênh. Rồi đặt vô đi, đặt vô, nhanh lên đi. Rồi dữ dằn lắm, mua một là một luôn, mua đi mua đi. Mình đúng rồi, đó là tất cả tài sản của tôi. Hồi nãy đặt cái gì? Bún. Đừng nản, đặt hết tiền vô bún đi. 2.000. Mua rồi rút tay ra. Bốn. Nhất định là bốn. 2.000. 2.000. Bốn. 2.000. Bốn. 2.000. Bốn. 2.000. Bốn. 2.000. Cuối cùng bốn. 2.000. Bánh đúc à, con đúng là lợi hại nha. May mắn như vậy chơi thì mới dán đi. Không chơi nữa, về thôi. Về? Tại sao phải về chứ? Được lợi rồi phải biết dừng lại, má tôi dạy đó. Mới bụng dán mà về. Thắng rồi bỏ về kìa. Thắng rồi bỏ về cái gì chứ? Tiền thư kỳ thua còn chưa thắng lại. Cô bé cũng được đó nghe. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy khó chịu, muốn chơi thêm một ván với cô. Cô thắng, tôi cho cô thêm 5.000 luôn. Thắng ván này được 4.000, thêm 5.000 của anh ta nữa là được 9.000. Tôi cũng chỉ thua có 7.000, có vốn có lợi rồi, chơi. Nè, anh điên rồi hả? Thắng chơi thua nghỉ là phương châm của vua cờ bạc đó. Trời, tôi mà kệ anh đó, thiệt tình. Ê, Bánh Đúc, tôi tin cô. Anh muốn chơi thì chơi một mình đi. Được, vậy tôi chơi. May mắn về lại rồi, anh muốn chơi cái gì, tôi chơi với anh. Mỗi người bóc một lá có ai lớn. Con xì lớn nhất, con hai nhỏ nhất. Cậu bóc trước đi. Con già bích thắng chắc rồi. Anh nói tôi nghe, anh thua kiểu gì? Con xì bích thì cậu thua thôi. Ván này không tính. Ê, thả tôi ra. Làm gì vậy? Anh bạn trẻ, có muốn đi về không? Mau thả chúng tôi ra. Nếu muốn về thì ngoan ngoãn ký tờ giấy nợ 10.000 này cho tôi đi. Thì tôi thả cậu đi thôi. Anh tính kiểu gì vậy? Sao tôi lại nợ anh 10.000 đô? Nếu cậu không ký thì đừng hòng ra khỏi đây. Anh hù ai vậy? Tôi kêu ba tôi tới đốt sòng bạc của anh đó. Cô đừng có lớn tiếng quá. Ba cô lòng tướng mập chứ gì. Ông là cái thá gì? Kỳ, mau ký đi. Không ký là chết người đó. Đừng có ký. Anh làm gì đó? Thả cô ra. Người nào làm người đó chịu. Món nợ này tôi sẽ gánh. Vậy thì mau lăn dấu tay cho tôi đi. Nhanh lên. Nhận tay. Anh Tứ. Anh Tứ cái gì? Cậu rắc tội hai đứa nó. Kêu tụi anh nuôi cũng vô ích thôi.
Không liên quan tới tôi với bọn họ cũng không có thân lắm đâu. Không thân sao còn bắt luôn cậu? Còn để cậu đứng đây ăn to nói lớn vậy? Mấy người họ cùng phe đó. Người anh em, nể mặt tôi một chút, thả người ra, có gì từ từ nói. Anh thắng được tôi thì tôi thả họ đi thôi. Tôi thắng anh lập tức thả người. Đúng vậy. Nó phải giữ lời đó. Mỗi người bốc một lá của ai lớn? Hay là mỗi người dành một lá của ai lớn đi? Được thôi. Một ván đủ anh chết rồi. Chết rồi. Chỉ còn một cơ hội để thắng thôi. Đi được rồi chứ gì. Đi đi. Mọi người cùng nghề có qua có lại. Bánh đúc. Dạ. Lấy lại số tiền mấy đứa thua thôi. Dạ. 1,000, 2,000, 3,000. Mới lấy vốn chưa có lời mà. Còn sống là mai rồi, đi thôi. Chấp nhận. Anh Tứ, uống miếng nước đi. Anh, tôi để trên bàn nha. Mạnh lý vô thì mạc cưỡng cầu, làm người phải sống cho thực tế. Nếu còn phải mặc cơ tới tiệm tôi, chuyện lần này có kết cục gì đây? Anh Tứ à, Thư Kỳ cũng không muốn đâu. Anh cũng chỉ muốn giúp đám diễn viên phụ lấy lại tiền thôi. Cậu cũng vậy đó. Thế anh em của mình chết thì cậu vui lắm hả? Không phải gì đâu anh Tứ. Không phải sẽ cho cậu ta mượn tiền chơi. Ai gây ra người đó chịu đi. Liên quan gì tới bánh đúc chứ? Sao lại lôi nó vào chuyện này chứ anh Kỳ? Xin lỗi anh Tứ, lần sau tôi không dám nữa. Còn có lần sau nữa hả? Tôi nói cho hai người biết, nếu bánh đúc có xảy ra chuyện gì tôi lập tức chết trước mặt hai người. Con cũng vậy đó. Sau này không được hùa với tụi nó làm bậy nữa. Chuyện hôm nay sau này không được kể cho ai nghe hết. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Cảm ơn Quan Thế Bồ Tát đại đức. Điên hả? Không ngờ anh Tứ lại không đuổi tôi đi. Tôi phải cảm tạ trời Phật. Anh đừng có thảnh thơi quá, anh chưa hết giận đâu. Tôi cũng biết mà, cần gì anh nói. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Cảm ơn Quan Thế Bồ Tát đại từ đại bi phù hộ. Ánh trăng mịt mù, ánh sao ảm đạm, em đang đi lạc trong giấc mơ mù mịt. Anh Tứ, uống ly trà sâm đi, nguôi giận ha. Anh là tôi mê cờ bạc, tôi hết tiền lương của anh em. Anh đuổi tôi ra đường tôi cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng mà bánh đúc và mặt cơ, họ thật là muốn giúp tôi, xin anh đừng trách hai người họ. Anh Tứ, xin lỗi anh. Nguội quá, có thành ý hay không vậy? Nguội hả? Để tôi đem đổ. Còn đánh hả? Không đánh, sau này cũng không đánh. Cậu trách tôi lẹ mẹ, tôi vẫn phải nói. Hả? Có bao giờ cậu thấy con bạc mà làm giàu chưa? Cậu còn đánh bạc nhất định phải ra đường ở. Thư Kỳ xin thề, nếu như còn đánh bạc, anh Tứ quăng tôi từ chỗ này xuống dưới cũng được. Tôi quăng cậu xuống lầu thì tôi phạm pháp rồi. Chứng minh quyết tâm của tôi. Anh Tứ, tha thứ cho tôi đi. Tha thứ cho tiểu Thư Kỳ nha. Da mặt của cậu dày hơn tấm thớt nữa đó. Dày dữ lắm. Sao nói là nguội mà không cần làm nóng lại hả? Hôm nay nóng vậy uống ly nước lạnh hạ hỏa có được hay không? Được, uống từ từ. Uống xong tôi làm cho anh thêm ly đá.
tốt lắm, phun tốt đó. Đúng lúc tôi muốn đi rửa mặt. Thêm đá đi làm ơn. Thêm đá, thêm đá, thêm đá. Thằng quỷ. Anh chàng mịt mù, anh sao ảm đạm. Chị Bánh Đúc, mà con nói cho ba biết, hình như có chuyện tìm ba. Đúng rồi đó, muốn rủ ông chơi trò chơi. Muốn chơi cái gì? Ngồi xuống trước đi. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.